Dạ, con kính chào tất cả ông bà cô chú đã đến kênh Tường Lam Hoa Sen của con. Dạ, hai đứa, cái lớp 15. Không thấy. Còn nó lan làm phụ nấu. Cái lần đó là chị thấy quay tại. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân dịp hôm nay, ngày giỗ của ông cụ con, gia đình con có phát tâm bố thí gạo cho người nghèo 2.000 ký gạo tại quê ngoại của con. Kính mong tất cả bà cô chú hãy cùng con đón xem buổi cho gạo của con nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người vô nha. Chị ơi, con đừng hoang mẹ chị hai. Tám giờ chụp hình cho có con rồi cả. Mà đừng có sao quá. Cái đó chứ sao nào.
Mời mọi người vô ngồi ghế đi. Mọi người vô ghế ăn bánh đi rồi các em chuẩn bị. Lật đâu đây lật. Có những tất cả mà cô chú đã đến tham gia cùng gia đình. Tất cả mọi người đang coi nè. Tính có vẻ dễ thương quá. Dạ, em mới like xong rồi live stream. Nhìn là thấy giống em lấy có hậu cho nên có sạch được cái bé như vậy. Tất nhiên á mình nó cũng thu giá thì hai sao mình thật sự cái đó cũng cái duyên, cũng có cái duyên dụ cho nó ơi, cũng được ra đi nó cũng có cái duyên. Thời buổi này mà được chị là quá quý luôn. Thời buổi hạ quân này nó cúi rồi. Cho nên là được một đứa con mà biết tu biết Phật pháp là quá quý là tại sao bao nhiêu nhà bao nhiêu người người ta không tìm tới mà bây giờ người ta phải tìm đến đây tất nhiên là tại vì em cũng thấy lạ ở chỗ là nó còn nhỏ quá mà nó không có ăn thịt cá như mọi người khác mà nó mới lớn mà nó cứ kêu gia đình tầm từ thiện giết vậy đó mà em bảo cái lúc mà này em mà ăn được bao lâu rồi à, từ lúc mà hồi tháng hình như nay cũng là 3 năm dạ. cái duyên ăn chay được 3 năm giờ mẹ cha có ăn không có ba mẹ ăn chay chuồng à, vậy là cái lúc là em ăn bầu đó là em đã ăn chay rồi không lúc em ăn bầu nó em đi nhậu không à dạ. Rồi sau nó xây chuyển em đó chứ à, đúng rồi nó... cái duyên tới mình có tại duyên với là mình đi làm việc công ty rồi là phải giao tiếp là chứ không có phiếu và ổng chưa có hỏng chưa phải cần phiếu rồi đúng không tí xíu đó em coi có cái gì em hỗ trợ chị à xây chuyển nhiều người luôn có bước lớn mà nó xây chuyển được nhiều người có một cái có một cái chị kia chị nói là chị từ ngày mà chị biết được đến bé Tường Lam á là
chị chưa có ăn chay hẳn nhưng mà chị không có ăn thịt cá nữa. Chị mấy cháu chị? Hai. Bé lớn 15. Bé lớn giờ có đây không? Có, có. Nó đang phụ. Dạ dạ. 10 năm mới sanh bé nhỏ. Cách 10 năm. Trong mình cũng ông bà cha mẹ rồi kia cũng có mất lắm, mình nuôi được một đứa con như vậy. Giờ có thể nó xây chỉ bây giờ đó là mình cũng có dám trước nói chuyện gì, nhưng mà nó đã xây chỉ được nhiều người rồi, chứ phải là một phần người nhắc ngay hả chị? Ông ngoại ngoại ăn cho chùa ba mấy năm má ăn cũng lâu lắm rồi đó. Năm nay sáu tuổi rồi. À, tháng 9 này bé mới vô lớp 1. Nhưng mà cái ý đồ đi đó hả, mặc quạt cũng có thuộc không thuộc nó lộn ra lộn lại cái nhưng mà nó nghe nó cái thuộc đâu cũng như kia hồi nào nó được làm luôn. Xíu gửi tiền chú. Cái gì vậy?
Từ từ mới được. Ổng đi. Chấp tiếp cho ổng đưa vô người một người. Đúng quá nó không hiểu. Bây giờ bắt cái này trước. Ông lấy cái phần của mình ra nữa kìa. Của mình ra đây nhiều, mình ra mấy người lấy tẻ trước đi, tí xíu người ta nói đông mình phát mày, mới không mình lên. Đúng rồi.
Bên đây đi vô, bên đây đi vô, bên kia đi ra. Bên đây đi vô, bên kia đi ra. Bên đây đi vô, bên kia đi ra. Trăm ngàn mua thuốc uống hả? Có tiền nó không, có 100 ngàn không cho gì mua thuốc uống luôn đi. Để anh vô lấy tiền thêm. Đi em đâu? Bây giờ chúng ta chuẩn bị để cầu nguyện cho ngày có thể chịu đựng của người thân của trong gia đình. Mời quý vị đứng xếp hàng chỗ nào mà thuận tiện quý phượng đó, mình cứ đứng chứ không nhất thiết phải vô nhà. Có thể mình đứng trên đây cũng được, mình đứng chỗ nào mát đó mà vừa đủ nghe mà con thông báo đó, con nói mà bà con mình nghe được đó, mình đứng gặp lại. Nếu gì xa quá không nghe được thì đứng xếp lại chút xíu. Là theo cái hôm nay được biết là cái ngày cúng cơm của gia đình.
Thôi thì trước khi mình rời khỏi nơi đây là mình còn đi viếng chùa rồi mình cầu nguyện cũng rồi xong mình đi bà con mình đứng trong cái đà thành viên trong đòn mình thôi nha. Mọi người xin lại chỗ nào trống là đứng nha, nó không nhất định là phải vô nhà mà chỗ nào trống có thể mình đứng được mình đứng. Không đi. Rồi, ok. Dạ, con xin kết thúc video tại đây ạ. Con mong mong bà cô chú hãy xem video kế tiếp của con. Con cảm ơn bà cô chú nhiều. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính chúc tất cả bà cô chú rằng xa bốn mùa bình an và an lạc trong cuộc sống. Và nhiều may mắn cho nhiều sức khỏe. Và bất sự cầu như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phút này con gia đình con đã phát hết quà thì trường hợp đặc biệt của ông, cho nên gia đình con đã gửi đến ông tiền mặt để ông có tiền để mà mua dầu sức và để mà mua thuốc.